Chào cả nhà. Hôm nay Nhi Nguyễn Cuộc Sống Hơi Bỉ sẽ vẽ chân váy nha các bạn. Đây, Nhi Nguyễn sẽ vẽ chân váy này đây. Đó. Nhi Nguyễn sẽ vẽ chân váy này nha các bạn. Bạn thấy không? Chân váy này đây. Ok, bây giờ Nhi Nguyễn sẽ vẽ chân váy nha các bạn. Nhi đã vẽ rồi đây. À, trước khi các bạn vẽ thì nhớ các bạn giấy dập đôi lại nha các bạn. Đó, thì các bạn vuốt giấy cho thẳng im nha. Khi thẳng im xong rồi thì các bạn từ cái điểm dưới lai này, các bạn sẽ dùng thước dây. Dùng thước dây để dài lên tới trên đây là dài váy nha các bạn, là dài váy. Dài váy là 70. Thì từ cái số 70 này, từ miếng này, các bạn đo lên 3 xăng là cái to bản của cái lưng để vô thun nha các bạn. Rồi, cứ thế thì các bạn sẽ tiếp tục bên đây. Từ cái mí line này, các bạn sẽ đo thước dây dài lên tới bên đây cũng là 70. Rồi bạn cộng thêm 3 xăng nữa là cái lưng. Thì các bạn lấy dùng thước, các bạn gạch ngang qua. Thước gạch ngang qua thì cái mí lưng này từ cái xếp sống của cái gập này, các bạn đo qua đây là cái lưng là của nó là 13 chia 2, thì các bạn đo từ cái mí sống này qua đây là 6,5 cm. Đó, thì 6,5 cm là cái lưng. Rồi xong rồi từ cái mí này các bạn nhớ là vẽ xéo ra khoảng chừng 5 ly. Để khi mình vô thun mình gặp cái mí này mà gặp lại cái đây, ăn cho nó đủ cái dải nha các bạn. Rồi kế tiếp phía đây. Cái lai. Thì cái lai này thì dải đôi thì nó là 18. Thì các bạn chia 2 ra là 9. Thì xếp đôi lại thì từ cái mí sống giấy này, các bạn đo qua bên này là 9 xăng. Rồi từ cái mí lai đây, các bạn lấy lên một phần. Thì cái một phần đó các bạn sẽ dùng thước vẽ bầu cái lai nha các bạn. Đó. Rồi còn cái mí này từ cái đây lên trên cái giáp lưng thì các bạn sẽ dùng thước, các bạn sẽ ướm vô, các bạn gạch thẳng từ cái mí lai. Bạn thấy không? Từ cái mí lai các bạn ướm cái thước vô, các bạn cứ gạch thẳng lên trên từ dưới lai mà lên tới trên lưng. Nha các bạn. Đó. Bây giờ Nhi sẽ chỉ cho các bạn vẽ cái tam giác nha các bạn. Đây, bây giờ cái tam giác cũng như cái thân chưa nãy, cái thân Nhi vẽ nãy thì cũng xếp đôi giấy lại. Nha các bạn. Đó, xếp đôi giấy lại. Thì từ cái mí lai này các bạn sẽ đo dài cái tam giác là 41 xăng. Đo từ cái lai này, đo dài lên, lấy thước dây đo dài lên tới đây là 41 xăng nha các bạn. Rồi bên đây cũng vậy. Từ cái mí này, cái mí lai này các bạn cũng đo dài lên tới điểm trên đây cũng là 41 xăng. Thì các bạn sẽ dùng thước, các bạn gạch từ cái mí đây, các bạn dùng thước, các bạn sẽ lấy thước, các bạn hạo qua, các bạn lấy cái viết, các bạn vẽ ngang qua. Khi vẽ ngang qua xong rồi thì các bạn tự lấy từ cái miếng sống của miếng giấy này, các bạn qua đây một phần nha các bạn. Đó. Rồi xong rồi cái tới lai. Tới lai thì các bạn từ cái lai này thì lai giải đôi thì 15 xăng. Nhưng mà cái này chia 2 ra là 7,5 cm, là 7,5 cm. Thì từ cái miếng sống của cái giấy này, các bạn đo qua bên đây là 7,5 cm. Rồi, tới vẽ cái vòng bầu của cái lai thì từ cái mí lai của cái lai dưới đây, các bạn lấy lên 2 phần. Rồi các bạn sẽ dùng thước, các bạn đánh bầu cái lai này cho Nhi. Đó. Nha. Đánh bầu cái lai xong rồi thì các bạn mới dùng thước. Các bạn mới lấy từ cái mí lai này. Nha các bạn. Từ cái mí của cái lai sẽ dài lên, ướm dài lên tới đúng cái giáp của cái đỉnh của một phân này, các bạn sẽ dùng viết, các bạn vẽ thẳng xuống nha các bạn, vẽ thẳng xuống cái đuôi với cái lai này luôn. Đó, vậy đó. Rồi xong rồi nhớ nha các bạn, cái tam giác là tam giác, cái miếng tam giác này các bạn cắt 8 miếng. Như ghi nè, tam giác nhân 8 miếng thì các bạn cắt cái này cũng 8 miếng nha các bạn. Là cái thân hồi nãy cũng vậy, cái thân nãy cũng cắt 8 miếng luôn nha các bạn. Bây giờ cái gạp Nhi đã cắt xong hết rồi các bạn.
Đó các bạn thấy không? Hồi nãy là Nhi Nhi vẽ là cái gập là nhập đôi. Bây giờ Nhi vẽ kẻ đôi ra rồi nè, banh ra rồi nè. Đó, miếng tam giác cũng banh ra luôn. Đó các bạn thấy không? Đó. Cái thân cũng cắt 8 miếng luôn. Tức là vậy nè, các bạn để nguyên cái miếng giải, miếng gập ra vậy nè, là các bạn đặt giải luôn, vô giải là các bạn cắt 8 miếng. Nghe các bạn. Đó. Cứ như vậy là các bạn cắt 8 miếng như vậy, miếng giải. Và cái tam giác cũng vậy, cứ vậy các bạn để ra, các bạn cũng cắt 8 miếng nha các bạn. Đó. Rồi các bạn nào mà muốn biết về cái cách gáp của cái chân váy này thì các bạn phải xem cái clip gì rồi nha các bạn. Nhi đã đăng lên rồi đó, Nhi đã có chỉ cách gáp rồi các bạn nha. Đó. Thôi giờ Nhi Nguyễn xin kết thúc video đây nha các bạn. Các bạn nhớ ủng hộ và comment và like cho Nhi Nguyễn Cuộc Sống Hoa Bỉ nha các bạn. Bye bye.